Lý gì kỳ cha nội? Bác sĩ vui lòng cho em biết kết quả xét nghiệm của em như thế nào hả bác sĩ? Rất tiếc phải nói với anh điều này. Nghi ngờ của anh hoàn toàn chính xác. Anh không có khả năng có con. Nguyên do di chứng từ bệnh sốt cao CV ác tính, hay là bệnh quay bị của anh bị từ lúc nhỏ. Bác sĩ, chắc có lẽ có sự nhầm lẫn nào phải không bác sĩ? Chứ tôi biết chắc là tôi không bao giờ tôi bị bệnh vô sinh. Đó là sự thật. Các xét nghiệm đã cho ra kết quả chính xác nhất. Bác sĩ, nhưng mà tình trạng của tôi có thể cứu vãn được không bác sĩ? Tôi hiểu tâm trạng của anh. Hiện nay khi mắc phải tình trạng hiếm muộn, đa số mọi người đều nghĩ nguyên nhân từ người vợ. Trên thực tế, 40% lý do xuất phát từ người chồng. Nhưng mà trước đây tôi từng làm thủy thủ và sức khỏe của tôi vẫn khám định kỳ bình thường, và tôi chưa bao giờ có một vấn đề gì về sức khỏe hết. Và tôi cũng không có thấy biểu hiện gì khả nghi về căn bệnh vô sinh này hết. Biểu hiện khả nghi nhất là mấy năm qua anh có vợ nhưng chưa có con. Còn chuyện sức khỏe tốt của một thủy thủ hay thậm chí của bác sĩ cũng vậy thôi. Biến chứng quay bị hay sốt quá cao không trừ trường hợp anh là ai đâu. Biện pháp duy nhất bây giờ là cấy tinh trùng của ai đó cho vợ anh, hoặc là sinh một đứa con nuôi. Mình bị vô sinh, thực tế mình hoàn toàn không thể có con. Có phải Úc Hiền đã biết rõ điều này nên mới cố tình phản bội mình? Không thể được, mình phải làm rõ tất cả. Nếu không, cả cuộc đời này mình có chết cũng không cam tâm. Về rồi hả? Dạ. Bữa nay á, má có đóng học phí rồi đó. Cô giáo không còn kêu tên con lên bảng nữa đúng không? Dạ phải. Má ơi, hôm nay con được 2/10. Cô giáo còn khen con là chăm học nữa đó má. Má vui không? Vui, dĩ nhiên là vui rồi. Con à, cố gắng học thiệt giỏi. Dù má có cực tới đâu, má cũng chịu được. Bởi vì con... Má. Gì nữa đây? Con trai lớn rồi, học giỏi được điểm 10 còn nhõng nhẽo với má nữa hả? Má ơi, con... Sao ba không về để rước con giống như mấy đứa bạn trong trường hả má? Gia Bảo, có phải con nghe ai nói gì không? Mấy đứa dưới xóm chợ nói con là không có cha. Tại sao con không có cha hả má? Con đừng nghe người ta nói bậy. Con là con của má, chỉ có một mình má thôi. Con cần ba lắm sao? Con thấy má thương con chưa đủ sao hả Bảo? Dạ không đâu, má thương con được rồi. Con không cần ai hết, con chỉ cần có một mình má thôi. Má xin lỗi, má không thể giữ ba lại cho con. Con là tất cả tài sản của má. Má cần một mình con thôi. Má cũng muốn con chỉ cần một mình má. Con hứa với má được không? Dạ, con hứa với má. Con chỉ cần má thôi. Má nói cũng phải không? Đẻ một đứa con
vừa có thể giữ chân chồng. Trong cái nhà này cũng không có ai dám khi dễ mình. Anh Đông tuy có cọc cằn, nhưng mà không phải là không ngó ngàng gì tới mình. Với lại anh cũng muốn có con. Mình coi như hy sinh vì mục đích chinh phục trái tim của anh đi. Ủa, anh về rồi hả? Nè, nhậu đâu mà xỉn dữ vậy? Ôi trời. Ông Hiền. Ông Hiền. Sự thật là sao hả? Em hãy nói đi. Anh kêu gì vậy? Anh kêu tên con nhỏ đó hả? Em cho anh biết đi, sự thật là gì? Em nói hết đi. Em cứ nói hết cho anh biết đi. Anh mới đi đâu về hả? Uống không biết trời đất cái kiểu này. Anh đi kiếm con nhỏ đó phải không? Ai? Cô lại hả? Hả? Cô đừng bao giờ đến gần tôi. Tôi chỉ cần vợ tôi thôi. Tôi chỉ cần Út Hiền thôi. Anh làm gì vậy hả? Út Hiền, em đang ở đâu? Em hãy ra đây nói cho anh biết hết sự thật đi. Anh tỉnh lại đi. Vợ anh là tôi nè, chứ không phải là cái thứ đồ rác nết đó. Anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại cho tôi chứ. Vợ của tôi là Út Hiền. Là Út Hiền, cô có biết không? Mấy người lại hả? Tôi cảnh cáo mấy người là không được chia rẽ vợ chồng tôi. Cô biến đi. Biến đi. Nè, tôi phải nói rõ ràng với anh. Anh đã có vợ rồi. Anh cưới tôi về mà anh không dám qua lại với con nhỏ đó nữa. Anh ngon hả? Tôi mà kiếm được chứng cứ, anh chết với tôi nghe chưa? Thư tình đúng không? Chứng cứ hò hẹn đây nè. Ra đây. Rồi các người sẽ biết tay tôi. Ra đây. Con dù gì cũng là dâu trong nhà, sao miệng cứ ra bài hải vậy? Muốn cho mọi người biết trong nhà này có người điên hả? Chị Mén, má nói chị có mấy câu, chị bực bội bỏ về nhà ba má chị, giờ về đây còn muốn quậy cái nhà này nữa hả? Sao chị càng ngày càng kỳ quá vậy? Cười im đi. Ngon lắm hay sao mà lớn lối? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô càng ngày càng làm loạn, không cho ai yên thân hết. Đông, Đông đâu? Con qua đây dắt vợ con về bệnh đi. Thôi, khỏi kêu. Ông đang sắp chết ở bên bệnh á. Hả? Sao? Thằng Đông con tôi nó bị sao? Hả? Nó bị sao? Nè, chồng con á, nó đi nhậu nó về. Con bực thì con để sáng con nói lại với nó. Chứ con sùm cái kiểu này là sao hả mẹ? Nhìn cho kỹ đi, coi ai là cây độc, con trai độc hay là con gái độc.
Bà, cái này. Cái gì đây? Đọc nổi không? Đọc không nổi thì tôi nói luôn cho biết. Kết quả xét nghiệm vô sinh đó, người xét nghiệm là Mạnh Đông, là con trai quý tử của ba má đó, không phải là của tôi đâu. Ông ông, cái này là sao vậy ông? Hả? Là sao vậy ông? Lầm lẫn. Chắc chắn có sự lầm lẫn. Không thể nào như vậy được. Chẳng lẽ dòng họ này phải tuyệt tự hay sao? Đông, mở mắt ra, nói cho ba má biết đi. Chuyện này là sao hả? Ủa, má, bà, con không thể có con được. Con là thằng đàn ông vô dụng rồi. Con nói đi, cái kết quả này là giả. Con muốn gì? Con muốn gạt ba má phải không? Trời đất ơi, mắc cười quá à. Thiệt hay giả nhìn vô là biết liền chứ gì. Anh hai, sao lại như vậy? Sao vậy? Mấy người khóc lóc cái gì? Trời đất ơi, đây nè, cái người thiệt thòi là tôi đây nè. Tôi có mắt mà như mù, làm đủ mọi cách để mà dụ dỗ, để mà lấy cho được cái thằng đàn ông nó bị điếc, có súng không có đạn. Hèn gì, cái con vợ trước nó lên giường với thằng khác cũng không uổng mà. Tính ra thì mấy người cũng đi sai nước rồi. Nếu như cứ giữ cô ta lại, nói không chừng á, bây giờ còn có một đứa cháu mang dòng máu của người khác, nhưng mà ẵm bồng cho vui. Trời ơi, ít nhất còn cho nó được cái họ của mình, vậy có phải hơn không? Mày, cái đồ độc địa, tại sao mày có thể nói ra những cái lời như vậy hả? Mày lầm khi cưới con trai tao. Tao cũng lầm vì đã đem trầu cao qua rước cái đứa con gái xấu tính xấu nết như mày. Mày lầm khi cưới con trai tao. Tao cũng lầm vì đã đem trầu cao qua rước cái đứa con gái xấu tính xấu nết như mày. Đúng là nghiệp chướng mà. Sao? Mẹ, tao nằm đây nè. Ông ba, con ngồi dậy ăn chút gì đi. Không lẽ con tính nằm dậy cho tới chết à? Một thằng vô dụng như con thì còn ham muốn gì nữa hả má? Má cứ để cho con chết cho rồi. Con ơi, con người có phần số. Cái số của gia đình mình là vậy. Ba má cũng không có trách con. Ba má cũng nhớ ra, lúc nhỏ con bị quay bị, ba má chạy theo thuốc nam với khoáng voi. Khi đưa con đi bệnh viện thì đã nặng rồi. Lỗi là lỗi do ba má. Ba má ân hận lắm. Con đừng nên buồn phiền nữa. Vì con tự trách con. Má, má nói đi, có phải tại vì như vậy mà ông Hiền
đi lang chạ với người khác đúng không? Không, con đừng có nghe con mén nó ác miệng nó nói như vậy. Nó lấy trai là do nó trắc nết, chứ con không có lỗi gì hết. Không đâu má, con nghĩ trong chuyện này có điều gì đó quẩn khúc. Má, sự thật là đúng, tại sao Út Hiền lại có thai trong khi con là một thằng vô sinh? Con đừng có suy nghĩ nhiều nữa, không có con thì thôi. À, con có thể làm cha bằng cách là xin một đứa con nuôi. Bộ má nghĩ cô ta còn muốn ở lại trong căn nhà này, muốn bên một thằng chồng vô dụng như con hả? Hmm.